anh Phương Trần mình luận hỏi là phong đen thì mình có thể nuôi dần từ ngân AB lên bối blue linh huyết được không anh? Mong anh rep ạ. Thì em hiểu rồi, câu này của anh nói là tức là mình mới tập chơi mà hồ mình phong đen, thì ban đầu mình có thể chơi ngân long albino ở phong đen, là những loại mà có thể nuôi phong đen được mọi người ha. Albino rồi bối blue rồi huyết long mà nuôi phong đen thường nha, theo thông thường thì người ta sẽ chơi như vậy thì nó sẽ ok. Còn albino có thể nuôi phong trắng được nè, bối blue cũng có thể nuôi phong trắng được, hay là huyết long cũng có thể nuôi phong trắng được nha. Còn theo cái sự đa số thôi thì albino thì mọi người biết là ngân albino thì nuôi phong nào cũng được hết á, phong trắng, phong xanh, phong đen, phong chanh 3D, phong nào cũng được, nuôi ao cũng được luôn, nó vẫn giữ được cái màu vàng của nó mọi người ha. Thì cái con này thì nó không có kén nha, nó không kén cái phong nền, nhưng mà bối albino là có kén nha mọi người nha. Bối albino á thì bắt buộc phải phơm từ nhỏ thì nó sẽ leo lưng leo đầu, nó sẽ đẹp hơn nó. Nếu mà mình chơi đúng kỹ thuật thì nó như vậy, còn không phơm thì nó vẫn lên chai đuôi, nó không khác gì con bối bình thường, nhưng cái là nó albino là nó vàng từ nhỏ, nó vàng hết, ngã màu vàng, trắng vàng mọi người ha. Còn những con bối albino hiện tại trên thị trường Việt Nam thì trên 90% là hai vách albino chứ không phải là bối nha. Cái này không có nói sâu vào, nói chung là anh em nào chơi thì chúng ta tìm hiểu về đặc tính của từng loại nha. Rồi cái đó thì em không có nói sâu vô, nó ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của người khác. Rồi ok, thì như anh này thì nói vẫn ok nha mọi người nha, tức là con ngân long albino này lúc nhỏ mình chỉ phong đen được. Rồi tiếp theo là những con bối bối blue. Bối blue mà những con bối blue xịn thì chúng ta có thể chơi được phong này, con này cũng là con blue nè, nhưng mà blue chưa có nhiều lắm tại vì đang để phong trắng đó. Em có một lô full mới về, trong đây thì cũng có nhiều con full tím đó mọi người. Đây cái này để em cũng sẽ lên clip cho mọi người chúng ta xem ha. Đó, quay đại khái thôi. Đây có một con full tím nè, full blue bay, full mà blue bay đây. Đó. Đó, con này là ánh tím rất là nhiều nha mọi người nha. Đó thì những con này á, nếu mà anh em muốn cho phong đen thì vẫn được, nhưng mà ở cái size nhỏ này thì chúng ta phải chấp nhận nha. Đó, phải phơm cho nó lên hết rồi chúng ta mới nuôi. Còn em thích chơi phong đen luôn thì vẫn được thôi, nhưng mà nó cái phần đầu với phần lưng á, con cá nó sẽ bị tuột đi một phần nha, tuột đi một phần, nhưng mà bù lại thì cái màu blue của nó sẽ phát triển lên rất là mạnh ở cái phong xanh hoặc là phong đen đó. Thì blue bay thường người ta sẽ nuôi phong xanh nhiều hơn, là con bối á thì nó blue bay á thì nó sẽ giữa trắng và giữa đen thì nó sẽ ok hơn. Đen thì nó hơi sậm, hơi tối, hơi dư. Còn nếu mà phong trắng, phong sáng thì cái mọc blue nó sẽ không có phát triển mạnh mọi người ha. Tức là nó vẫn giữ cái gen blue của con cá đó nhưng mà không phát triển mạnh. Đó. Đây là một con full tím nè mọi người. Đó. Full tím nè, đó mọi người chúng ta thấy là con này là tím nguyên con luôn. Đó. Như con này nè, nếu mà anh em muốn nó tím mà tím gọi là tím lè nguyên một con, đậm thật là đậm luôn, thì mọi người chúng ta có thể nuôi phong xanh. Đó, nuôi phong xanh được. Đó, nhưng mà con này nó còn nhỏ. Đó, nếu mà chúng ta nuôi mà tím sớm á thì cái phần lưng với phần đầu nó sẽ chưa đủ dày để giữ được cái màu nó ổn định, lột sạch ha mọi người ha. Đó, con này nè, tím nguyên con rất là đậm luôn. Để nó quay vô mọi người chúng ta xem nè. Đó, tím nguyên con luôn. Rất là đẹp nha mọi người nha. Đây là một con siêu hiếm, nó mới vừa cập bến của rồng Việt Nam. Đây là bối full helmet pha phu mà blue bay luôn. Đó, đầu lên gần như kín 100% luôn. Đó. Đầu lên gần như kín hết 100% luôn.
Đó, mắt môi chuẩn chỉ luôn, mắt cực kỳ sát luôn, mà môi rất là sát đó, mọi người thấy không đó, rất là đẹp luôn. Thì những con này anh em có thể nuôi được ở phong phong xanh, nhưng mà bắt buộc cái lưng nó sẽ tụt một chút xíu nha. Còn đối với những con mà chúng ta đã chơi blue rồi đó, những người mà đã chơi blue là không quan tâm tới cái đầu cái lưng nó nhiều, chúng ta chỉ lấy cái màu blue lên phát triển tối đa, tím hoặc là xanh lên tối đa thì chúng ta có thể chơi, mà không quan tâm tới cái phần lưng, phần đầu của nó lên được bao nhiêu đó. Ok anh em ha. Còn tới huyết long, huyết long thì anh em có thể chơi phong đen là đại đa số rồi đó. Nè, con này là hôm trước nuôi phong trắng đó, nó lên rồi giờ mới chuyển phong đen lại thì nó vẫn thích nghi bình thường. Con huyết long thì hồi xưa thì anh em có thể chơi phong đen không à, đa số là chơi phong đen nhiều. Rồi sau này á, người ta phát hiện ra là chơi phong trắng nó vẫn lên đẹp đó, thì con này là một trong những con phong trắng nè. Đây cũng là một con phong trắng mới chuyển qua nè, em hết hồ chứa cho em chuyển qua phong đen để lại nè. Mọi người thấy cái lồng vảy nó lột rất là đẹp, viền vảy lên mỏng đó, rất là đẹp luôn đó. Thì anh em có thể nuôi huyết phong trắng, phong đen, phong nào tùy thích. Phong trắng thì chúng ta cần nhiều đèn hơn, phong đen thì con cá lên màu dễ hơn, nhưng mà cũng phải có đèn nha mọi người ha. Đó, huyết long thì nuôi phong đen nó sẽ lên màu sớm hơn và dễ lên màu hơn đó. À, những con này tới cái size tầm 30 mấy bắt đầu là em sẽ cho ốp đèn, một cái đèn led nhẹ thôi đó, nó sẽ lên màu rất là đẹp luôn đó, mọi người thấy không. Thì những con mà ốp đèn sớm lên mà nó sẽ lên màu ở cái size 28-30. Bữa giờ em có nhiều con cá size 20 mấy lên màu rất là đẹp luôn đó. Con nào mà về, nói chung đem về con cửa hàng, con nào ở size nhỏ mà lên màu là hầu như trong vòng 1-2 ngày là bay liền, anh em tới lượm liền đó. Mọi người thấy là những con cá huyết này nè, lúc mới về nó sẽ trắng như thế này đó, nhìn nó rất là trắng, nó không có màu đúng không đó. Nhưng mà khi mà ở bãi trắng mà có đèn rồi thì mọi người thấy nè đó, nó sẽ lên màu rất là nhanh đó, lên viền vảy lên má rất là đẹp luôn, tầm nửa tháng thôi. Đây nữa nè, những con này là về trước cái bài kia nửa tháng thì nó sẽ lên màu rất là đẹp, cho thấy là cá thì không nhất thiết là phải phong gì đâu mọi người. Quan trọng là thứ nhất là mình thích nuôi con cá ở cái phong gì, mình thích con cá phát triển theo cái hướng nào thì mình chăm sóc theo cái hướng để cho nó phát triển theo cái ý của mình muốn. Quan trọng là mình thích, tại là mình chơi, mình muốn như nào thì mình sẽ chăm cá như đó. Rồi ok mọi người, thì chốt lại cái vấn đề này như vậy thôi. Chơi cá thì quan trọng là mình được xả stress, mình chơi cá để mình vui, mình thích chơi con cá như thế nào thì mình chơi. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng biết được là chơi như vậy, chơi cách này cách kia thì nó con cá nó sẽ phát triển theo cái hướng nào, và mình nên chọn con cá chất lượng nào thì nó mới đạt được cái sự phát triển theo ý mình mong muốn. Ví dụ như người ta mua con bối xịn, một con bối tím xịn, thì khi nuôi phong đen nó sẽ như thế nào. Còn anh em chúng ta sở hữu một con bối tím mà nó dởm quá, nó pha ke quá, nó cùi quá, nó không đạt chất lượng, thì mình quăng như phong đen nó thành con hai bách nha. Lúc đó tại vì bản chất nó là hai bách, thì khi vô phong đen nó sẽ trở về cái ban đầu của nó là cái gì. Người ta giống như là ta nói là lấy lửa thử vàng á, tức là khi mà nó không phải cái chất lượng đó mà mình nuôi cái môi trường mà nó hơi khó chút xíu là nó sẽ bộc lộ ra đó, cái gì nó sẽ ra cái đó. Ok anh em mình ha. Quan trọng là thứ nhất là cái con cá mình chất lượng, cái nơi bán cho mình nó uy tín nè, rồi mình hiểu được cái đặc tính của mỗi con cá, hiểu được cái môi trường nuôi như thế nào nó sẽ phát triển như thế nào, là chúng ta sẽ chơi theo con cá được theo ý mình mong muốn luôn anh em ha. Ok anh em mình. 好